Chuỗi hạt ngọc dương vật là một cái chuỗi dạng nhú nổi lên dưới 2mm và thường sẽ tập trung ở vùng vành quy đầu và có thể xuất hiện ở bên cạnh dây hãm. Và nguyên nhân xuất hiện cái tình trạng gai sinh dục hay còn gọi là hạt ngọc sinh dục thì thường là do những bệnh lý của bao quy đầu, như là bị hẹp bao quy đầu hoặc là bị dài bao quy đầu mà chúng ta thường là không lộn ra bên ngoài để chúng ta có thể vệ sinh sạch sẽ, thì những cái gai đấy nó sẽ tồn tại mãi mãi vĩnh viễn và gây ra những cái cảm giác như là khó chịu, hoặc là đối với một số trường hợp thì gây ra ảnh hưởng về mặt tâm lý. Thế thì về mặt điều trị thì đối với những trường hợp mà gai sinh dục đơn thuần thì chúng ta không cần phải can thiệp gì cả. Tuy nhiên, nếu trường hợp mà những cái gai này mà gây ra những cảm giác như là tâm lý lo lắng chẳng hạn này thì chúng ta sẽ điều trị dựa theo hai cách. Một là chúng ta sẽ giải quyết triệt để bằng cách đấy là cắt bao quy đầu. Tại vì khi mà chúng ta cắt bao quy đầu thì phần vành quy đầu nó được lộ ra bên ngoài và dần dần thì những cái gai sinh dục này sẽ tự tiêu biến đi mất. Và biện pháp thứ hai đấy là chúng ta có thể dùng trực tiếp bằng cách đấy là đốt mà những cái gai đấy. Tuy nhiên thì về mặt kinh nghiệm thì bác sĩ không khuyến cáo tình trạng chúng ta đốt đơn thuần. Tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta đốt thì nó sẽ gây tổn thương và việc chăm sóc chúng ta sẽ vất vả hơn và gây đau cho bệnh nhân, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Tuy nhiên thì có một điều mà bác sĩ cần phải lưu ý cho các bạn, đấy là chúng ta cần phải phân biệt hai bệnh lý. Một là tình trạng hạt ngọc dương vật hay còn gọi là gai sinh dục lành tính, và tổn thương thứ hai rất hay gặp phải đấy là tình trạng sùi màu gà. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được hai bệnh lý này thì mời các bạn xem video mà bác sĩ ghi ở đầu trang các bạn nhé.